video này ghi lại quá trình an táng cho một người đã khuất tại Tây Tạng. Sẽ có những cảnh tượng mà một số người cho là man dợ, thiếu tôn trọng hay phản cảm đối với người đã khuất. Quý vị có thể ngừng xem tại đây. Tuy nhiên, nếu vẫn quan tâm, quý vị có thể theo dõi thêm để rút ra một vài góc nhìn khác. Do sống trên núi cao, việc chôn cất khó khăn khiến một số người Tây Tạng chọn cách an táng bằng cách đưa xác chết, tử thi đến khu vực có các đàn kền kền làm thức ăn cho chúng. Các xác chết được cắt nhỏ, xương khớp được đập vụn để các con kền kền có thể ăn hầu như mọi phần của thân xác người đã khuất. Hình thức an táng này gọi là điểu táng hay còn gọi là thiên táng. Lần đầu tiên nhìn tận cảnh quá trình thiên táng hay còn gọi là điểu táng, không hề thấy có nghi lễ mang tính trang nghiêm mà chúng ta từng nhìn thấy đâu đó trước đây, dù phong tục truyền thống khác nhau. Ở đây không hề thấy chút nghi lễ trang nghiêm nào như trong tưởng tượng. Không có các vị lạt ma tụng kinh và cũng không có tiếng khóc lóc. Những người tiến hành thủ tục hoàn thành công việc của họ trong bầu không khí rất bình thường, có thể nói và cười. Cách quay trở lại này là tiêu chuẩn thông thường ở các vùng Tây Tạng. Thế giới không nhân từ, vạn vật đều là bình đẳng, con người cũng giống như vạn vật. Sự cao quý tự ban cho mình chỉ là một ảo tưởng của tâm trí. Tôi không thấy sợ hãi trong suốt quá trình, và tôi cũng không sợ khi nghĩ lại sau này. Không có các vị lạt ma tụ kinh ở đây, và đôi khi máu mủ thịt xương của người quá cố có thể vấy bẩn lên người. Chúng ta mong muốn quá nhiều khi còn sống, nhưng thực sự chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì sau khi chết. Ở đây không hề có tiếng khóc than, và tôi chợt suy nghĩ về nhu cầu thực sự của mình. Cuối cùng, liệu có nên tìm mọi cách cung phụng quá mức cho cái thân của mình, để rốt cuộc thực ra cũng chỉ là máu xương tan hoại theo cách này hay cách khác. Các hình thức an táng ở khu vực này hiện nay có an táng ngay ngoài trời hay còn gọi là thiên táng, và táng nước. Ở các vùng Tây Tạng trước đây cũng từng có trong thời kỳ tu mô, hỏa táng và táng tháp vẫn là phổ biến. Các lăng mộ hiện có của các cuộc chôn cất dưới đất, họ kết thúc công việc của họ, của các vị vua Tây Tạng là lăng mộ của Gia Mô trong thời kỳ tu vô.
Sau sự sụp đổ của Turbo, khi Phật giáo Tây Tạng phát triển mạnh mẽ ở đây, thì Thiên Táng đã thay thế chôn cất hình thức chôn cất dưới đất và trở thành hình thức an táng theo truyền thống ở đây. Một hình thức phổ biến nhất của địa phương trong một bầu không khí rất bình thường. Còn thủy táng là tang lễ của những người có địa vị xã hội và điều kiện kinh tế kém. Một số ít các khu định cư Tây Tạng xung quanh sông Yalong, Zambo cũng chọn cách thủy táng. Hỏa táng thì là một nghi lễ chỉ có các nhà sư mới được hưởng. Về phần mai táng trong chùa, đây là cấp cao nhất trong các vùng Tây Tạng và chỉ có các vị Phật sống mới xứng đáng được thực hiện hình thức này. Thiên táng ở những khu vực này là nơi sinh sống của người dân thường Tây Tạng. Chúng ta đã quen với việc chôn cất trang nghiêm, thành kính với mong muốn người đã khuất được lên thiên đàng hay miền cực lạc. Vì vậy khi nghe về thiên táng, chúng ta thường cảm thấy kỳ lạ hoặc nghĩ rằng đó là một phong tục cổ xưa mà xã hội hiện đại nên bỏ. Nhưng trên thực tế, thiên táng không những vẫn tồn tại mà cũng giống như chúng ta. Chôn ở bên trong cũng thuận theo tự nhiên, không huyền bí, không quái dị, không dị thường. Nói chung, ba hoặc năm làng sẽ có một lễ đài thiên táng. Các vị Lạt Ma địa phương sẽ đến người nhà quá cố. Sau tang lễ thì không đi theo để đọc kinh, và người nhà của người quá cố cũng không đi cùng. Họ sẽ chỉ giao cho bạn bè hoặc người cùng làng. Người quen của tôi giám sát và một vị chủ nhân quá trình chôn cất tận tâm thực hiện với những thanh kiếm. Quý vị đã xem đến đây hẳn sẽ biết rằng toàn bộ quy trình chôn cất ngoài trời được chia thành nhiều bước, bởi vì kền kền phải ăn thịt nên xương phải được đập hoàn toàn, và cuối cùng là kết hợp với thức ăn chủ yếu của Giang Tây Tạng, Giang Ba, gồm có mì và chè cao nguyên. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, nếu một số phần ăn không hết thì các phần còn thừa sau khi kền kền bỏ lại sẽ được đem đi đốt. Trong 49 ngày sau khi chết, người nhà không được chải đầu, rửa mặt, đeo đồ trang sức hay tiêu khiển. Người cùng làng cũng vậy, cùng tang cũng vậy. Về phần kền kền, người dân địa phương cho rằng nó là loại chim thiêng. Kền kền không ăn thịt động vật nhỏ mà chỉ ăn xác người. Những cành thông sẽ được đốt trước khi an táng ngoài trời, và khi có khói trắng bốc lên, kền kền sẽ biết và tìm đến.
sau khi chết, chúng có thể bị mổ và linh hồn có thể bay lên thiên đường. Đây là những gì tôi nghe được từ người dân địa phương và được ghi chép trong biên niên sử địa phương của người Tây Tạng. Vì vậy, mong mọi người có thể bỏ đi những định kiến thâm căn khi xem video này. Đối với họ, đây không phải là việc xúc phạm xác chết, đây không phải là tàn nhẫn, đó chỉ là truyền thống ngàn đời của họ. Và chúng ta nên quan sát trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Cái chết không phải là điều gì đó quá đáng sợ ở những vùng Tây Tạng, nơi nhiều người đi theo ánh sáng của Phật giáo, của Đức Phật. Mong muốn lớn nhất hay bản năng lớn nhất của loài người là bản năng sống, bản năng sinh tồn. Chính vì vậy, nỗi lo sợ lớn nhất cũng chính là lo sợ về cái chết. Khi người ta xem cái chết như một sự kiện bình thường, thì ít nhất cũng khiến người ta luôn đối diện với sự ra đi một cách bình thản. Đây cũng là một thái độ với sự tự do, tự tại với đời sống. Cuối cùng, tôi ước muốn tất cả quý vị luôn có được sự thanh tao, sự bình thản và an vui.